Xin chào các em học sinh lớp 7 của trường Trung học cơ sở Trần Quốc Toản. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bài giảng lịch sử lớp 7. Thì tiết trước là chúng ta đã tìm hiểu bài 22, mục 1 La Mã. Thì bây giờ thầy sẽ kiểm tra bài cũ của các em. Câu 1 là hãy nối cột A với cột B cho phù hợp với nội dung. Cột A là tên các cuộc khởi nghĩa, còn cột B là thời gian diễn ra các cuộc khởi nghĩa. Thì đây là những kiến thức cũ ha, thì chúng ta sẽ kiểm tra xem mình làm có đúng không nha. Thì 1 chúng ta sẽ nối với B, 2 sẽ nối với A, 3 sẽ nối với C và 4 sẽ nối với D. Đó, chúng ta kiểm tra xem mình có nhớ kiến thức không hoàn toàn ha. Chúng ta sẽ bước sang câu hỏi thứ hai, nêu tình hình nhà Lê ở thế kỷ 16. Thì từ đầu thế kỷ 16, vua Quang ăn chơi xa xỉ, xây dựng cung điện, lâu đài tốn kém. Nội bộ triều đình nhà Lê thì lại chia bè kéo cánh, tranh giành quyền lực. Dưới triều vua Lê Uy Mục thì quý tộc ngoại thích nắm hết quyền lực, giết hại công thần. Còn dưới triều vua Lê Tương Dực thì tướng Trịnh Duy Sản lại gây bè phái đánh giết lẫn nhau và kéo dài liên miên suốt 10 năm. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp bài 22. Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền thế kỷ 16 đến thế kỷ 18. Và chúng ta sẽ học mục 2 La Mã. Mục 2 La Mã này là có tên là các cuộc chiến tranh Nam Bắc Triều và Trịnh Nguyễn, gồm có một nhỏ và hai nhỏ. Một nhỏ là chiến tranh Nam Bắc Triều và hai nhỏ là chiến tranh Nguyễn và sự chia cách đàng trong đàng ngoài. Đầu tiên tìm hiểu một nhỏ chiến tranh Nam Bắc Triều. A là nguyên nhân. Vậy thì sẽ giải sách giáo khoa các em hãy cho thầy biết là nhà Mạc ở Bắc Triều được hình thành như thế nào. Năm 1527, Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê, lập ra nhà Mạc. Lịch sử gọi đây là Bắc Triều. Hành động của Mạc Đăng Dung là cướp ngôi vua Lê, cho nên chắc chắn sẽ gây sự bất bất mãn đối với những cái bộ phận là thế lực phong kiến cũ của nhà Lê. Họ đã không chấp nhận nhà Mạc, vậy thì họ đã làm gì? Năm 1533 thì các trung thần của nhà Lê, đứng đầu là Nguyễn Kim, đã lập một người họ Lê lên làm vua, hình thành triều đình mới ở Thanh Hóa gọi là Nam Triều, đối đầu với Bắc Triều của nhà Mạc. Lúc bấy giờ chiến tranh Nam Bắc Triều nổ ra. Vậy thì các em sẽ số khoa và cho thầy biết là cuộc chiến tranh Nam Bắc Triều đã kết quả như thế nào. Kết quả là năm 1592, Nam Triều chiếm được Thăng Long, nhà Mạc bị tiêu diệt, chiến tranh chấm dứt. Đây chính là di tích thành nhà Mạc ở Lạng Sơn. Cạnh đó thì có một thành nhà Mạc khác ở Tuyên Quang được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia vào năm 1991. Vậy thì cuộc chiến tranh Nam Bắc Triều đã gây hại họa gì cho nhân dân ta? Các bạn hãy số khoa và cho thầy biết hậu quả của cuộc chiến tranh Nam Bắc Triều. Hậu quả đó là nhân dân bị đói khổ, đất nước bị chia cắt. Chiến tranh là cái điều mà không một cái dân tộc nào mong muốn. Thì trong lúc chiến tranh Nam Bắc Triều đang diễn ra, thì trong nội bộ của lực lượng Bắc Triều, thầy xin lỗi, trong nội bộ của lực lượng Nam Triều đã hình thành một cái mâu thuẫn mới, đó là mâu thuẫn giữa họ Trịnh và họ Nguyễn. Vậy thì đó sẽ diễn ra cuộc chiến tranh Trịnh Nguyễn. Chúng ta sang hai nhỏ là chiến tranh Trịnh Nguyễn và sự chia cách đàng trong đàng ngoài. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu nguyên nhân. Vậy thì các em hãy cho thầy biết là nguyên nhân nào dẫn đến cuộc chiến tranh Trịnh Nguyễn. Năm 1545, Nguyễn Kim chết, con rể là Trịnh Kiểm lên thay. Và sau khi lên thay thì ông này đã loại trừ con cháu của Nguyễn Kim để nắm mọi quyền hành, hình thành thế lực họ Trịnh. Lúc bấy giờ thì người con thứ của Nguyễn Kim là Nguyễn Hoàng sợ quá đã phải tìm cách để vào Nam, trấn thủ ở Thuận Hóa, hình thành thế lực họ Nguyễn đối đầu với họ Trịnh. Lúc bấy giờ hình thành cái thế đối đầu là Trịnh Nguyễn. Vậy thì cuộc chiến tranh Trịnh Nguyễn đã diễn ra như thế nào? Theo giải sách giáo khoa thì chúng ta biết là đầu thế kỷ 17, chiến tranh giữa hai thế lực này bùng nổ, kéo dài hơn 50 năm. Kết quả cuối cùng là vẫn không phân thắng bại, phải lấy sông Danh làm ranh giới, chia đất nước làm hai, đó là đằng trong và đằng ngoài. Chúng ta xem bản đồ để chúng ta định vị đằng trong đằng ngoài nha. Đây là sông Danh ở Quảng Bình, đây được chọn làm ranh giới, chia đất nước chúng ta làm hai. Từ sông Danh trở ra Bắc
gọi là đằng ngoài, và đây là thuộc kiềm kiểm soát của họ Trịnh. Còn từ sông Danh trở vào Nam là gọi là đằng trong, đây là thuộc quyền quản lý của họ Nguyễn. Như vậy nước ta đã bị chia làm hai, một cái thời kỳ đau thương, một thời kỳ đáng quên đã diễn ra trong nội bộ nước của chúng ta. Vậy thì ở miền Bắc lúc bấy giờ thì nhân dân ta hay gọi là thời vua Lê Chúa Trịnh. Vậy thì tại sao gọi là thời kỳ vua Lê Chúa Trịnh? Chúng ta lưu ý là ở đằng ngoài đến thời của Trịnh Tùng xưng vương, ông này đã xây dựng phủ chúa bên cạnh triều Lê. Thì nhà Lê lúc bấy giờ vẫn là vua Lê, vẫn giữ ngai vàng, nhưng mọi quyền hành nằm trong tay chúa Trịnh. Lúc bấy giờ nhà Lê được chỉ xem là bù nhìn mà thôi, nên thời kỳ này gọi là vua Lê Chúa Trịnh. Vậy thì cuộc chiến tranh Trịnh Nguyễn đã gây đến hậu quả như thế nào? Thì cũng giống như cuộc chiến tranh Nam Bắc Triều đã làm cho nhân dân vô cùng đói khổ, ly tán, nhân dân trong một nước phải cầm vũ khí chống lại nhau. Và đất nước bị chia cách lâu dài ảnh hưởng tới khối đoàn kết dân tộc. Có một cái hình ảnh đau thương được nhắc đến trong cái thời kỳ mà chia cách nước ta lúc bấy giờ, đó là một người chết mà có tới bốn người đoàn thuyền đoàn người đưa tiễn. Vậy thì các em cái hình dung như thế này ha, thì khi mà cuộc chiến tranh diễn ra thì đất nước bị chia cách, sông Danh làm ranh giới cho nước ta làm hai, thì sẽ dẫn đến một số người họ không kịp trở về quê hương, họ phải đứng bên này sông để ngóng trông tin tức ở bên kia sông ngóng về quê nhà. Thì khi mà một người thân mất thì lúc bấy giờ sẽ có một cái đoàn đoàn người đưa tiễn ở một bên sông bên này và thêm một đoàn người đưa tiễn ở bên sông bên kia, và tại vì đi hai bên bờ sông cho nên là in dưới bóng nước, dưới nước là thêm một cái đoàn người nữa, suy ra là từ hai người hai đoàn người đi trên hai bờ sông thì sẽ hình thành là bốn đoàn người. Cái hình ảnh đó nó nói đến cái sự chia cách, cái sự đau thương của dân tộc ta lúc bấy giờ, tình trạng chia cắt là cái thời kỳ có thể nói là rất là đáng quên của nước ta. Thì chúng ta lưu ý là bên cạnh cái thời vua Lê Chúa Trịnh thì nước ta sau này còn có một thời kỳ cũng mới chia làm đôi, chia làm hai, đó là sau Hiệp định Geneva năm 1954 thì nước ta đã bị chia làm hai, lấy vị tuyến 17 là ở cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải ha, ở Quảng Trị. Thì đây là cái ranh giới chia nước ta làm hai trong cái giai đoạn sau 1954, sau Hiệp định Geneva. Tuy nhiên khác với cái thời kỳ vua Lê Chúa Trịnh thì cái thời kỳ này nhân dân ta đã hai miền Nam Bắc đã đoàn kết, đã một lòng yêu nước và quyết tâm chống giặc cứu nước, chống Mỹ cứu nước, và đặc sĩ lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam chúng ta đã tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ thành công, và cuối cùng thì chúng ta đã thống nhất đất nước vào năm 1975. Chúng ta xem cầu đây là cầu Hiền Lương ha, được xây dựng từ năm 1954 và đến năm 1900 năm à, xin lỗi, được xây dựng năm 1952 và đến năm 1954 thì được chọn làm cái ranh giới trên nước ta làm hai miền Nam Bắc. Thì chúng ta đã tìm hiểu xong kiến thức của một hai La Mã bài 22. Bây giờ chúng ta sẽ làm các bài tập để củng cố kiến thức nhé. Câu hỏi 1 là bài tập 1 là hai cuộc chiến tranh Nam Triều Bắc Triều và Trịnh Nguyễn phân tranh kéo dài đã gây tác hại gì cho nước ta? Và chúng ta hãy chọn ý đúng nhất trong các ý sau. A là gây đau thương cho dân tộc, B là làm tổn hại nghiêm trọng khối đống nhất lãnh thổ, C là cản trở sự phát triển của đất nước về kinh tế, chính trị, văn hóa, và D là các câu A, B, C đều đúng. Chúng ta có thể thấy rằng là câu D là câu đúng nhất trong tất cả các câu. Đáp án là câu D nha các em. Chúng ta sẽ sang bài tập thứ hai. Bài tập thứ hai là chúng ta điền vào chỗ trống cho phù hợp với nội dung. Cuộc chiến tranh Nam Bắc Triều là cuộc chiến tranh giữa A với A. Năm nào thì Mạc Đăng Dung cướp ngôi vua Lê, đập ra nhà Mạc.
Và năm nào thì Nguyễn Kim, giấy quân người Thanh Hóa, hình thành thế lực phong kiến mới ở phía Nam, lập một người thuộc dòng dõi nhà Lê lên làm vua, lấy danh nghĩa Phù Lê Diệt Mạc. Và cái triều đình đó gọi là gì? Chúng ta suy nghĩ ha. Rồi đáp án đó là cuộc chiến tranh Nam Bắc Triều, là cuộc chiến tranh giữa nhà Mạc với họ Trịnh. Thầy xin lỗi, với nhà Mạc với họ Lê nha các bạn, với dòng dõi những công thần của nhà Lê nha các em. Còn câu 2 đó là năm 1527 thì Mạc Đăng Dung cướp ngôi vua Lê, đập ra nhà Mạc, và này gọi là Bắc Triều. Và đến năm 1933 thì Nguyễn Kim, giấy quân người Thanh Hóa, hình thành thế lực phong kiến mới ở phía Nam, lập một người thuộc dòng dõi nhà Lê lên làm vua, lấy danh nghĩa Phù Lê Diệt Mạc, gọi là Nam Triều. Rồi chúng ta tìm hiểu xong, bây giờ chúng ta sẽ xem nội dung ghi vào tập. Các em sẽ ghi vào tập nội dung. Thì khi các bạn ghi thì các bạn cứ dừng, các em hãy cứ dừng video lại, cho video đứng lại để chúng ta ghi. Chừng nào ghi xong cái video này, các em nhớ cho video chạy tiếp để chúng ta xem cái nội dung dặn dò ở cuối bài mà các thầy cô yêu cầu các em phải thực hiện. Thì khi chúng ta ghi xong thì các bạn phải học các câu hỏi sách giáo khoa trang 108, 107, 109 và chuẩn bị bài trước bài mới, gồm có theo các hướng dẫn sau. Thứ nhất là chúng ta phải tìm hiểu vì sao kinh tế đằng ngoài sa sút nghiêm trọng và hậu quả của nó. Hai là vì sao kinh tế đằng trong là phát triển. Và ba là tìm hiểu sự phát triển của nghề thủ công, buôn bán các làng nghề truyền thống, việc buôn bán với nước ngoài như thế nào. Thì bài học hôm nay chúng ta đến đây là kết thúc. Thầy chúc các em học tốt và luôn giữ gìn sức khỏe. Cũng như là chúng ta phải bình tĩnh, chúng ta phải cẩn thận, chúng ta phải chấp hành tốt các cái phương án, các cái phương pháp chống dịch, chống dịch COVID vào thời gian này. Thầy chào các em, hẹn gặp các em ở tiết học sau.